đây cũng cả con lửa đấy. Trước con lửa ở đây á. Đây. Tạc chuột. Ui, tạc chuột đấy. Nhắn bị bom rồi. Ôi, không phải đâu. Anh ơi, anh ơi. Lâm quăng mà đạp được phút. Trứng Trung Quốc. Trứng Trung Quốc đó. Đây. Cái ổ kê. Tổ Trung Quốc cái nào ấy. Ui. Trung Quốc. Ôi, sao nó lại nát bét thế này. Không yeah. Phải. Ui, gai chắc gai rừng. Ừ. Ấy, chim gì đấy. Mấy quả ấy. Ui, nhiều thế. Khéo mị nó đâu đây này. Ui, sao gà, sao trứng bế đấy nhỉ. Chắc là người ta ra đây sổng, ra đây làm tủ để... Gà rừng, gà rừng. Ê, đi nhá, để trứng đây, tao về lấy cạn. Bỏ hai quả này đi, về lấy cạn kiểu gì bắt được mẹ. Thôi. Ném bắt. Mày về mất đấy, người ta đi cắt cỏ người ta lấy mất đấy. Ai cắt được đây nữa mà. Có, mấy bà ở trên này vào để cắt đấy. Anh không thấy cắm cọc chim ốc đây à. Bắt mẹ nó. Mẹ nó sau khi mình mang trứng gà chúng mình đặt cái gì đấy. Mình phải canh rồi. Mày đứng đây canh, anh về lấy đấy, lấy cạm. Đánh chuột luôn. Thôi được, mình ở đây mình lấy trứng. Ê, thêm nướng nó đây. Nướng đây. Nướng á? Thì như cứ cầm đi đã. Để ta xem. Để tìm cháu mẹ nó quanh quanh đây rồi. Ui, nhiều quá. Trứng này chắc đang ốp. Cháu bé nhỉ. Trứng trứng gì, trứng quốc quốc hay là trứng gà gì mà nó bé. Trứng gà tội em to gấp đôi gấp ba này cơ. Rừng. Bao nhiêu quả đấy? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ui, 15 quả đi. 11, 12 quả là 9 quả. Ui, mày đạt mất 2 quả lắp bét. Tí thế. Ở đâu rồi? Anh vứt rồi. Anh cả mang về dán. Dán cái máng ấy. Đi sang bên này xem có gì. Anh về lấy nồi đi dán. Chẳng cần. Đi. Hay nhỉ, nó lót tủ cấp cái mũi này. Hay là... Thế để em tìm tiếp. Cứ tìm xem. Tìm xem cháu nhiều ấy. Nó đi trong túi nó về. Nó về nó tìm tổ. Nó không thấy nó kêu két két ấy. Đợi đấy tí nữa bắn sang. Hay là mình sang bên kia nướng. Tí nữa nó không thấy trứng của nó là về nó kêu két két ấy. Anh em mình sang bắn nó. Ừ, thế sang bên này nướng đi đã cho nó thấy thơm nó về. Nướng trứng. Có củi đâu. Không đi củi đắp đất nướng. Thôi đi. Ra ngoài sáng nay em cũng chưa ăn. Bỏ lấy chữ. Cái này. Mới này phải cứ dừng bên tan này sang bên kia đó. Kiếm củi được ấy. Đi sang ra, lấy đắp đất nướng. Sao bên này à? À sao? Nướng. Em có quả cầu tính siêu ác nhỉ. Cục khỉ à? Kéo cái này mà có mà nó mục, nó rơi một phát anh em mình. Đúng mà. Ui, đây nó tắt cái kê. Đi sang đây nướng này. Sang đây nướng. Trứng này chắc ngon lắm đấy. Đấy, cho cái túi này vào này. Cho cái túi này mà đựng không chơi hết. Thôi, anh ếch áo là được. Anh xả rác rồi vào. Anh lên đi sang nướng nhé. Anh về anh lấy chảo đi để làm trứng ốp la ấy chứ nhỉ. Anh bảo nướng ăn như trứng luộc ăn chả cái gì ấy. Trứng luộc ăn nó có kiểu gì? Mày được voi rồi còn đòi hai bà trưng nữa. Trưng khỉ. Ở trên kia nhà ông người đang đào ao à? Không, nhà cạnh nhà ông em. Đây, đây nhá. Đúng rồi á. Trứng nhá. Ui, được nhiều hết nhỉ? 15 quả. Tí nữa cho 15 quả. Em chỉ cần 3 quả. Mày xuống móc đất đi. Móc đất bùn lên. Nhưng mà bùn anh em móc ra. Anh phải lấy chảo rán làm ngon ngon. À, được. Mày thấy nãy có cái túi bóng ở kia. Để đấy, để tao sang tao thiết kế luôn. Bóng làm gì? Bóng về à? Không, tao làm cho mày một món này gọi là đẳng cấp ẩm thực. Ngon không? Ngon. Con này chi chi nhỉ? Con này chi 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 nè. Được.
Mà dưới kia có nước mà. Đây là tủ đóng nước à mấy? Đây mày cầm lấy, tao đi lấy thêm nước. Tủ đóng này cần gì phải nước mang về. Ai tủ đóng này thủng. Kệ thủng vé mà. Thủng tận dưới. Anh lấy làm gì em đổ bỏ nhé. Chỉ cần rút cái tủ đóng này mang về là được mà. Cứ cầm đấy. Mày thích ăn trứng chần không? Gà. Tại vì tớ là hạt đậu xanh mà. Vậy anh ngấu à? Tao có đậu xanh thì gà hay ăn lắm. Tao đợt có mày phát rồi tí nữa tao đun được thì mày. Anh nặng lắm rồi đấy. Tao đun được mày đừng có ăn nhá. Đun được. Tao yêu chống mắt lên trên gì này nhá. Đun được mà cái cục bóng đi lông. Chắc anh nặng quá rồi đấy. Cái gì? Đốt bằng cái nì lồng. Mày cứ đợi đấy. Tao tưởng lắm rồi đấy. Ôi cái này chảy ác nhờ. Ôi cây bạch đàn mà nó chảy thôi rồi đấy. Cái này lắm dầu cháy này. Có dầu đâu. Mày cầm bật lửa mày đốt nó cháy cả trời luôn. Để em thử đây. Cầm lấy cái túi bóng dầu này. Cái đây ra khỏi đi. Tao ơi. Tao em thử lắm. Tao không dập hộ đâu nhá. Thôi, tao không dập được cho mày đâu. Cháy đất mà. Đợi mày. Đóng. Tao không đi dập được hộ đâu. Đây, sang đây cầm đi đun để cho nó sôi để con đấy nè. Để con dần. Thôi, anh ở đấy mà ảo tưởng. Em không ảo tưởng cùng anh đâu. Đấy, tao, mày không thấy tao đang đun đây à? Không phải. Anh cứ ảo tưởng cái giấc mơ của anh nữa đi. Tao lỗi kỹ thuật và để tao làm lại. Lỗi kỹ thuật. Không phải, tại vì nó sun cái ở trên này này. Rồi, lửa có, to quá. Đừng có mà người tí nha. Đốt ni lông để luộc trứng. Tao đốt được. Mày cứ để đó cho. Nhà bác học à? Tao đốt được cho mà xem. Chó có tổ chức. Chém gió. Mày cứ đi. Từ từ. Tao phải kiếm cái túi bóng khác. Mấy cái túi bóng này đều quá. Chặn thì chặn nhất xóm. Đó túi ni lông để luộc trứng. Trời. Cháy một bát em xì luôn. Nhà bác học. Đốt đấy ni lông để luộc trứng. Mày tí tao một chín thì mày đừng có gọi ăn. Chặn thì thôi rồi luôn đấy. Chặn. Tao tiệm lửa mày. Tao lửa chỉ còn đấy.
Để tao làm cẩn thận xem, tại không có túi bóng xịn. Đây nó thế thì trứng nó vào rồi đi. Tí nữa sôi thì mở nó ra. Rồi mở nó ra. Nhưng mà túi vẫn bục như thế này. Thôi đừng có lý do. Chạm chạm hết cả cái làng còn sống. Đốt túi, đốt túi nê lông để lục trứng à? Quay đấy. Anh mà làm sống được quả này thì kiểu gì nhà báo cũng về hỏi thăm anh luôn đấy. Mày cứ đợi đến. Mày cứ đợi đấy. Chạm thôi rồi luôn. Chẳng nhẽ tao bây giờ tao về tao xin túi bóng nê lông. Túi bóng này đốt vắt cháy sạch luôn này. Tao lại xin đi xin túi bóng nê lông để tao. Anh đi xin luôn đi. Mày quá là trưởng luôn đấy. Tao ăn cặm rồi đấy. Được rồi. Rồi. Mày xem. Đốt túi bóng nê lông một trứng. Không phải luộc tao trần thôi. Trần để hút. Câu chuyện của anh với cháu có gì gọi là buồn cười. Mày cứ đợi đấy, mày cứ đợi đấy, được. Được. Tao bị chửi nhiều, tao quen rồi, tao không ngại chửi. Chẳng, thôi rồi. Nhưng cái túi bóng bị thấm mương cơ. Tao phải làm bằng được thì thôi. À. Cứ coi như là làm được đi, về để dán. Không, mày kinh tạo. Vừa vừa lạnh mày còn vừa đấy. Chính ngay chuyên chặn. Chặn nhất xóm. Nhất xóm à? À, bữa này anh đốt lại đi nữa. Đốt lại cháy không? Đốt túi ni lông mà luộc được. Người cũng biết chạm với người ạ. Tao. Anh chỉ có lừa mán thôi. Nhưng mà túi bùng thủng. Thật ra tao đốt thử cho mày nhá, tí tao lấy. Rồi. Tao lấy cái túi. Này, mời thầy. Chạm chứ được đấy. Chạm, tao chạm mày đấy. Tao thèm nó lừa trẻ con. Cho anh 5 giây kiểu gì cũng bục. Hơn 5 giây thì sao? Tí là tao về được cái bóng. Nào, thì em đốt hộ. Không, mày đốt lên kia. Đừng mày cùng, lại chọc bục nó. Không, đốt cùng anh ở chỗ này đốt. Xem anh. Nào. Đừng có đốt lên đến cái vành nó, lên vành trên kia là nó bục đấy. Em thấy nó đen lắm rồi đấy. Đen thì sao? Nồi đen rồi. Nào tránh ra. Mày. Cứ đợi đấy. Thời chạm nhất cả cái làng gò sống. Cứ đợi đấy. Anh mà làm xong quả này yêu biết cô công nhận anh luôn đấy. Đâu, em thủi lui rồi không vỡ mới là đốt túi ni lông để ngục trứng. Mày cứ đợi đấy, tao chấp nhận bị nói tí nữa thì đừng có kêu. Kêu, có một kêu. Điên nhâm nhỉ nè. Mày thấy nó có sun không? Mày nó đang đen xì ấy nè. Đen xì, nó túi bóng đốt phát là sun rồi. Nhưng mà tại sao nó không sun? Mày thấy tại chưa? Tại có một tí nước nó không sun. Tí nữa nó hết nước là nó sun. Tao lại đi về đâu. Tao lấy túi bóng. Anh đi về luôn đi. Chà, tối rồi. Anh đốt lửa thế thì bao giờ nó mới cháy? Rồi có sang năm nó cháy. Khiệt chứ. Không, cái này phải lấy cục tao lặng. Tư tế một cái cho mày xem. Anh về anh lấy túi bóng mấy củ luôn đi. Được, mày cứ đợi đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Em ở đây em chờ anh đừng có bỏ em đây luôn là được. Về tận nhà để lấy đấy nữa. Tao về đâu, tao đi xin. Xin rồi. Mày làm cái giấc mộng luôn của anh rồi em ơi. Im. Cho trứng vào luôn đó đi, anh tự tin không? Tao không cần cho trứng. Cho trứng vào luôn được, đi.
Có trứng ở đây. Xem anh có tự tin làm cái món cầm rô dại không? Rô dại á? Nó mà rồi vỡ. Cao, bụng của tao cầm cao lên. Rồi vỡ trứng hỏng trứng của em, em bảo. Chả có rồi đấy. Dạ. Nước trứng ở trong rồi. Tao thiệt dạng mày đấy. Anh còn chẳng cả làng nữa, người chẳng có nhiều đâu. Được chứng nhân thì bóng. Mày không biết ngày xưa tao học vật lý cực giỏi. Quài. Giáo sư tiến sĩ à? Thôi anh đốt của em cái. Cứ bình tĩnh. Anh cần bao nhiêu cái này em lột cho em đưa cho anh đốt đàng hoàng. Có tôi không? Tao ăn tùy bóng đều tao biết này. Thôi. Thế nhé, tao đem về nhà, tao không cần nồi, tao làm lại. Cho tao đi chỗ. Không có cái dây gì mà buộc nó vào ấy. Đấy, đứt ngay. À đây, lấy luôn cái dây cấu cái nó phát. Cấu. Em cầm cho anh đi cấu. Nặng hết. Chóng mà lại rơi. Nó có một tí không được, nó rơi rất nhiều rồi. Việt Nam tha to. Tao làm. Cái giấc mộng của anh có cái gì. Hay là hôm qua anh ngủ mê để thế gì? Mày. Chắc, im mồm. Chắc hôm qua ngủ mê để thế hôm nay là. Biết cái gì? Cái gì? Anh chưa thấy người ta lấy ni lông để nhóm củ à? Mày chưa thấy tao lấy ni lông luộc trứng à? Bây giờ thấy hả? Chán ngắt luôn. Ừ, đó là chán. Em sẽ giúp anh có hoàn thành được cái giấc mơ của anh không? Ni lông luộc trứng. Vì cũng nổ cả bùm mà. Nào, bật lửa tao đâu? Anh vứt đầu, em đấy. Biết được à? Lạnh ơi là lạnh. Bảo mang nhà về nhà để chán còn. Con ở đây bắt được chị Diện. Chị Diện là tao quay. Chắn gió mày, nó tét mày. Rồi ba cái bằng đại học trai giáo quay. Giáo sư tiến sĩ các kiểu. Thằng phép, thằng chỉ con 3 tuổi bên con như mày. Nhưng mà em không có ảo tưởng giống anh à. Kiểu diễn nhất tương chỉ này. Nhất tương chỉ. Kinh là điển luôn đấy. Nào đừng có sát. Ôi. Quá đốt ra u vượt chưa gì đã điên khẹp rồi nè. Đi ăn thì nó mới đấy được. Chạm chưa rồi luôn đấy. Đó. Xem nó có nổ không. Cả bùm. Bùm. Cả bùm. Tuy nó không sôi được nhưng mà nó sẽ chín được trứng. Nó không sôi mà chín được trứng. Mày cứ để im. Bớt sống ảo đi. Ui chưa gì đấy. Lúc nãy anh thấy nó có phơi nước không? Bây giờ phải, nước tại... Lúc nãy còn gì? Tại cái túi bóng đều. Đều. Tí nữa nó xịt to đùng nữa. Ê, từ từ. Từ từ. Từ từ. Đấy, lúc nãy anh thấy con nó xịt nước không? cái túi bóng này đều. Không được. Đều. Đã thế. Anh về mà hàn túi bóng đi nốc nhé. Đi về tao mày đi về nhà tao nấu đi tao về chả. Luôn đi. Trời ơi đừng mày, có ảo tưởng nữa. Tao phết mày à. Để chẳng nuôi rồi luôn đấy. Về nhà làm lại cái món này. Anh ra thợ mà bảo ra cho cái túi bóng inox. Mày cứ để im. Chẳng nhất xóm luôn. Vừa đâu chả thấy xịt tí nào đốt cái đi thủ. Thôi để tao về tao đi mua hẳn túi bóng. Ờ túi bóng hẳn inox cái gì. Không. Mày cứ đợi đấy. Chẳng quay chưa. Đi về. Tao thả bỏ bữa đi chơi hôm nay nhá. Tao phải chứng minh được chứng... là anh ơi tao chứng minh được thì anh lại nổi tiếng lắm ấy. Là tao luộc được trứng. Đi.